Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng chúng tôi hôm nay lại tiếp tục đi tìm mua những cây sưa đỏ để về lấy nõi bán sang Trung Quốc. Chào em. Ừ. Đây cây sưa đây phải không? Ừ. Cây hai chạc đây. Đâu nó bập cái rễ nào? Kìa chắc là cái tỏi nó kia. Em kiểm tra đi chị nhá. Ở đây. Chuyết chuyết đây. Bây giờ chúng ta tiến hành kiểm tra nõi cây sưa này. Cây sưa này được chủ nhà gọi bán. Đây là vùng Hữu Lũng Lạng Sơn rồi. Đây là khu vực Hữu Lũng Lạng Sơn, gần khu vực đền Bắc Lệ. Chúng tôi được anh chủ nhà gọi giới thiệu lên đây. Chúng tôi hôm nay sẽ thu mua ở vùng này. Trên này chậm nõi. Cái vùng Hữu Lũng này đấy, cái vùng Hữu Lũng này chậm lắm. Tám đây. Thêm một cầu 90. Cánh này là nó có cánh chính lắm. Cây này nó có hai ngạc, hai chạc ở từ đất. Đây chặt cái này đã gì đâu. Mấy phần? 6. Nói vẫn chưa được to lắm. Đây nó cũng không được cao lắm, không được dài lắm, đến đây nó có cành có ngạc rồi. Trèo lên khoan trên cành trên kia. Bây giờ ta sang kiểm tra cây bên cây nhà khác. Đây là cây của nhà bên. Cây này ở ngay ngoài cổng. Chưa thấy đâu. Đến rồi. Chị trồng cây sưa này được bao nhiêu năm rồi? Dạ, nhớ là hơn nửa năm rồi. Tên lâu chưa? Khoan đừng... Hả? Chị không nhớ khoa trồng năm nào à? Chục năm rồi. Thế lấy giống, chị lấy giống ở đâu? Trước có một cây ở dưới kia rồi. Nhưng mà bán cây đâu rồi, cây đấy là được gần. Cây đấy này bằng này nó bán 8 triệu, 9 triệu mà. Cây này... xuống đi.
đấy, vắt vẻo quá. Đấy, bây giờ anh thấy anh em thợ bắt đầu cắt cành, gội cành. Đâu? Đây. Đóng đi. Kích tiếp. Có tố chất về đầu óc rồi đấy. Cây này ở vị trí khó quá, chúng tôi phải thuê cần cẩu, phải dùng cần cẩu thì mới cẩu lên xe được. Nói chung những cây ở vị trí khó chúng tôi vẫn làm được hết. Khó thì phải thuê cần cẩu. Đây những cây rất đẹp ở vị trí khó chúng tôi cũng lấy được hết. Mang về nhà các anh em thợ ở nhà đẽo hết cái phần rác đi để lấy cái phần lõi này. Đây là cái lõi xưa để mang sang Trung Quốc đây. Chúng tôi sẽ đẽo sạch cái rác trắng đi để lấy cái lõi đỏ bên trong. Đấy, những cây này chúng tôi khoan kiểm tra và đã đạt được lõi trên 10, như cây này lõi vào 14, 15 rồi. Cây này là cây rất là đẹp, chúng tôi phải dùng cần cẩu đấy. Cây này rất là đạt yêu cầu. Bây giờ anh em thợ là làm cái củ, đang thợ đang cắt để đẽo cái củ, cái gốc. Hoạt sạch cái rác trắng đi. Đấy. Chứ không phải là nhiều người cứ nghĩ là chúng tôi mang cả cây lấy mua cân cả cây cả vỏ, không phải, phải đéo hết ra thì lấy cái phần lõi đỏ đấy thì mua cân. Thế này lõi này mang cân sang Trung Quốc, thị trường Việt Nam mình vẫn dùng nhưng mà dùng ít thôi, không dùng nhiều, chủ yếu là thị trường Trung Quốc. Đấy, trong kho vẫn tiến hành rất nhiều. Hàng ở trong kho vẫn còn rất nhiều. Đấy, đang chuẩn bị đi Trung Quốc. Rất là tinh, những lõi rất đẹp. Những cây xưa đẹp thì mới mua. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.